nhiều loại bò, nhưng mà bò không có nước á, thì nó có màu đỏ tươi chứ không phải đỏ sậm. Thịt bò thì bạn không cần phải rửa qua rượu, nhưng mà sườn bò bạn nên rửa qua rượu. Rồi bạn rửa lại nước sạch bình thường thì nó sẽ khi bạn nướng nó sẽ không có hăng cái mùi bò lên. Mình cũng tìm hiểu nhiều nơi và mình thấy là cơm nó làm cho nó mềm sườn bò và có mùi thơm của vị cơm. Tiếp theo là bạn sẽ rưới đều bột ngọt lên trên hai mặt của cái sườn bò bạn dùng. Cho lần lượt là sa tế, rồi tương ớt và một ít nước sốt thịt nướng. Khi mà bạn dùng muối thì cái miếng thịt của bạn nó sẽ cứng, không sử dụng đường luôn. Khi bạn sử dụng đường thì cái miếng thịt nó sẽ bị khét. Mình ăn thử thì mình thấy cái hương vị của nó thứ nhất là rất là ngọt, khi mà đưa vào miệng rồi nó mềm, nói chung là tuyệt vời.